tại km số 4 700 quốc lộ 15, địa phận tiểu khu 2 thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mai Châu trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Quá trình truy đuổi, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy, vứt xe, nhảy xuống ruộng nhằm thoát thân nhưng đã bị tổ công tác kịp thời khống chế bắt giữ. Đối tượng khai nhận là Ma Văn Châu, trú tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Trong ba lô mà Châu vứt lại, tổ công tác đã phát hiện có 9 bọc ni lông màu trắng, bên trong có chứa 18 bánh hình chữ nhật. Châu khai nhận là heroin được vận chuyển thuê cho một người không biết tên. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ và niêm phong vật chứng theo quy định.